Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa trong 1-2 ngày tới. Chế độ nhiệt ẩm ít có sự thay đổi, trời nhiều mây và lạnh vào đêm và sáng. Trưa chiều giảm mây, đôi lúc hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc được dự báo chủ yếu dao động trong ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Khoảng đêm ngày 22, ngày 23, không khí lạnh có khả năng được tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên tầng cao, nên mưa có thể có khả năng tăng trở lại tại các tỉnh thuộc ở phía Đông Bắc Bộ. Cục bộ có mưa to. Nhiệt độ vì thế sẽ trên đà giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ. Lui xuống Trung Bộ thời đoạn 3 ngày tới được dự báo sẽ liên tục có mưa rào và dông xuất hiện do chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông phía Nam có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Do mưa lớn dồn dập trong thời đoạn ngắn nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa tăng nên nhiệt độ tại khu vực này không quá cao, nhiệt độ ban trưa chỉ ở ngưỡng từ 27 cho đến 30 độ. Hai khu vực các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa dông bất chợt trong ngày. Tuy nhiên cường độ mưa khá hơn sẽ tập trung xuất hiện về chiều tối, tối và sáng sớm. Từ ngày 22 đến 23 tháng 11, mưa có xu hướng giảm hơn về diện tại khu vực Tây Nguyên, tuy nhiên vẫn duy trì nhiều tại các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ ban trưa tại khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 26 đến 29 độ và khu vực Nam Bộ sẽ ở mức từ 27 đến 30 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông sau chuyển dần sang hướng đông đến đông nam, phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 20 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.